Hai chào anh em ạ, chị ở nước mình là Tú anh chị Tám. Đây là video bán á, tập số 77 em một ác dành cho anh em nông dân. Đội hình hiện nay đang gồm sáng thế hổ cơ bản với những cái võ sĩ mình nghĩ rằng rất là tốt cho team bồn hổ. Đó là Anis, Terry 23 có vũ khí, Cafe, As, Omerugo và Kaunet. Bạn ấy ở server số 59 rất là sát so với server với mình. Tuy nhiên thì mình cũng phải nói luôn là vì hơi bận một chút cho nên là bạn ấy cũng không được online nhiều lắm. Mình nghĩ rằng có lẽ đấy cũng là nguyên nhân mà các anh em có một cái ác rất là rẻ, dù đội hình của nó hết sức là ổn định, chất lượng như thế này, các võ sĩ ổn, phù hợp với meta. Tuy nhiên thì mình nói luôn, thật sự có nhà mình nói như thế, ác nó rẻ vì nguyên nhân một phần nó hơi thọt về cái level. Chứ hiện nay thì đúng ra nó phải level khoảng độ 87, 88 gì đó, khoảng khoảng thế. Nên anh em nào mua ác này về thì mình nghĩ là chăm chút nó lên để cho nó cày cuốc vào lên thì nó sẽ hồi lại thôi, đấy là điều chắc chắn. Game chơi lâu dài mà các bạn. Đấy, mình chỉ check chi tiết về danh sách võ sĩ và túi đồ mà này đang có. Đấy, giá ác bao gồm toàn bộ chi phí chỉ là 650k. VIP 5 này thì nó lạp vào độ khoảng triệu 3, triệu 4 gì đấy đấy. Anh em nào gần VIP 6 ấy, chẳng phải VIP 5 đâu. Thành ra anh em nào mua về thì tiết kiệm rất là nhiều. Đấy, ngoài ra thì đội hình của nó thì cũng đã ở mức độ ổn định rồi, rồi chỉ bùi to lên thôi. Đây là chi tiết túi đồ. Rồi, còn cái gì nữa nhỉ? Tôi đấu trường của ai trong khung giờ 20:59, không online nó rơi vào khoảng độ top 5x các bạn nhé. Đấy. Thông tin nát mình đã trích xong, anh em nào quá thì liên hệ với mình theo số điện thoại hoặc là link Facebook bên dưới phần mô tả của video.